Đây, cơm tấm cao bồi, cơm tấm cao bồi. Từ quận 8 qua quận 6 các bạn ơi. Thơm quá, nhìn thơm nha. Đây. Ai từng ăn cơm tấm cao bồi quận 8 ghé qua đây. Hôm nay có quận 6, ban buổi tối. Nhà ngon quá trời không? Tâm phức kìa. Rồi, chào các bạn, hiện tại là khoảng hơn 7 giờ rưỡi tối ngày 19 tháng 6 2024. Đây đường Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6. Tối hôm nay chúng ta đến đây ăn cơm tấm cao bồi từ quận 8 qua đây các bạn. Cơm tấm cao bồi nổi tiếng quận 8, bán buổi sáng. Đây là chi nhánh 2 nha. Bán buổi tối, chính xác là từ 4 giờ 30 chiều đến 10 giờ tối, 703 Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6 ha. 0929292821, 0933281094. Đây, qua đây đầu tư dữ dằn hơn. Nhà của ảnh luôn đó bạn. Đó, đang đứng sườn. Ủa, có camera ở đây nữa trời. Rồi, vô ăn cơm sườn. Ủa, mình ngồi rồi hả? Ok. Ở đây từng món các bạn thấy nha. Đầu tiên có xíu mại nè, có bì nè, có lạp xưởng, có trứng, có gà, có sườn. Ồ, có thịt kho trứng nữa kìa, da heo. À, cho em một dĩa sườn, một cái xíu mại. Rồi, ok. Cho nước thịt kho nha. Mình có bán canh không? Mình có bán canh không? Mình có canh ngũ qua hả? Dạ, có canh bí anh. Có canh bí hả? Canh bí giống như bên kia. Canh bí. Rồi, đồ chua. Có ngày đó món canh. Ồ vậy hả? Sườn không là bao nhiêu tiền hả? Dạ, sườn không 29. Sườn không 29. Còn thêm những xíu mại nhiêu tiền? Xíu mại nhỏ là đem ra 10.000 đồng, xíu mại lớn là 22. Xíu mại lớn là cái trứng muối, nó to gấp đôi. Rồi. Xíu mại cái nhỏ đúng không? Dạ đúng rồi. Còn lạp xưởng bao nhiêu cây? Lạp xưởng là 22, nó cũng đồng giá. Lạp xưởng 22.000 cây, còn cái trứng mà trứng ốp la? Ốp la là cũng ốp la ăn với cơm là 7.000. Ăn cơm 7.000 hả? Dạ. Rồi. Ốp la với cơm 7.000. Nếu mà mua thịt kho trứng mà cơm thịt kho trứng bao nhiêu tiền? Cơm thịt kho trứng là 36. 36 nha. Rồi cảm ơn, cho mình chén thịt kho trứng lấy nước thôi chứ không lấy cái. Dạ rồi. Anh lấy thịt đúng không? Đúng rồi, lấy nước thịt đó. Cảm ơn nhiều ha. Rồi để mình vô. Rồi vô vô vô. Đây sạch sẽ luôn nha. Ở bên quận 8 thì ghế ngồi nó sẽ thấp thấp, bàn thấp thấp, còn này nó cao. Hả? Đúng rồi. Ở đây anh đầu tư dữ quá. Đây, rồi. Cái quạt nó hơi lớn của mình ơi, tắt quạt. Mình tắt quạt. Gió nó vô sẽ làm thanh nó thay đổi các bạn, nó rồ lắm. Đây, dĩa cơm này không có mỡ hành, ủ quá vậy. Có anh gọi gì vậy? Sườn với lại xíu mại. Sườn xíu mại. Rồi, chúng ta ngồi xuống rồi chúng ta qua trình tiếp nha.
Đây là ớt nè. Rồi cái ớt của mình cuộn ra mình. Đấy, cho xuống điểm cả anh trai. Đây là phần cơm của mình, một miếng sườn lớn. Ở đây nước thịt kho, một viên xíu mại với đồ chua nha. Bóc từng phần ra mình. Hạ xuống đi. Lượng cơm nó sẽ bằng khoảng độ một chén hả bạn. Ủa mỡ hành đâu rồi? Dưới miếng sườn. Dưới miếng sườn hả? Rồi cái chả chén. Chả chén, chờ cho một chén bự dữ vậy. Sẵn nó lại cho mình, bỏ cái máy xuống đi được rồi. Bỏ máy xuống đi. Sẵn đó, sẵn đó. Sẵn ra cho bà con cô bác coi. Này có trứng muối nè. Rồi, nước mắm là múc lên cái. Nước mắm kẹo. Nước mắm kẹo. Rồi. Lấy miếng sườn ra cái cho cái mỡ hành rồi sao. Mỡ hành hơi ít chút xíu nha. Rồi các bạn xem nha, một lần nữa nha, đây là thực đơn. Cơm sườn 29, cơm chả 2 cục 29, cơm chả muối 29, cơm khô cá chà bông 29, cơm lạp xưởng 29, cơm bì 29, cơm thịt kho cũng 29 luôn. Cơm trứng kho da heo 29, cơm xíu mại 31, cơm gà chiên sốt 35, cơm da heo 29, cơm xíu mại muối 31.000. Ở đây sẽ có từng phần thêm, cơm thêm 4.000, chả 8.000, bì 8.000, da heo 8.000, trứng kho 8.000, ốp la 8.000, xíu mại 10.000, thịt kho 22.000 đồng 3 cục, chả trứng muối 20.000 đồng chén, sườn 22.000 đồng miếng, gà 27.000 đồng cái, cái đùi các bạn ha, khô cá chà bông 8.000, xíu mại trứng muối 22.000 đồng viên, miễn phí canh tấp mỡ khô, giao hàng qua Shopee. Rồi chúng ta tập trung ăn nha. Ăn xong rồi sẽ nhận xe. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ở đây được cái dễ thương các bạn. Trời, cái kia là cái gì à? Cái kia là cái gì mà nó bự dữ vậy ta? Giống tủ lạnh nè. Nói chung cũng mát mẻ các bạn. Do bữa nay trời mưa đó, mưa từ chiều tới tối nó mưa lầm râm, hết mưa rồi. Nếu không mưa không biết thế nào, có được khoảng độ 4-5 cái quạt. Ôi, mình đã ăn cơm xong các bạn ha. Sau đây sẽ là phần nhận xét của mình. Đây là quán cơm tuổi thơ của mình đó các bạn ha, bên quận 8, bây giờ qua quận 6. Và nhận xét mình từng món. Em ăn là từ hồi nhỏ, lúc từ đi học rồi. Là ông bà nội em dẫn em đi ăn rồi. Giá cả họ lên cái từng năm năm. Nhưng mà nói chung là cái giá hiện tại vẫn là giá mềm, giá rẻ, không có quá cao. Họ vẫn duy trì bán bên quận 8 nha. Yeah. Bán buổi sáng. Buổi tối không có qua buổi sáng. 229 Tùng Thiện Dương, quận 8 cho buổi sáng. Cái miếng sườn cả hai bên đều là có một bộ độ mỏng và độ dày nhất định. Có nghĩa là cắn vô không có bị ngán. Ok. Cũng không có gọi là quá mỏng. Có nghĩa là vừa, không mỏng mà cũng không quá dày. Rồi. Cái vị ướp thì nó hơi ngọt ngọt. Ngọt ngọt. Vị ngọt ngọt xíu. Độ thơm vừa phải. Em lại thích ăn có phần cháy cháy hơn. Ok. Chả. Em thích nhất ở đây là chả và chả muối. Chả thường cũng ngon luôn nha. Ok. Điểm đặc biệt ở chả ở đây á, nó chính là cái phần bún thịt với lại trong đó sẽ có thêm cái cà rốt. Cà rốt đúng. Nó sẽ lạ với những cái khác á, sẽ có cà rốt và cái cà rốt này là chỗ em học luôn á. Em làm chả hiện tại em làm cũng có cà rốt trong luôn. Ok. Độ chắc độ mềm vừa phải. Vị chả ngon. Em thích nhất là cái chả này. Ok. Chứ không phải là miếng sườn nha, cái chả. Rồi. Nước mắm ở bên quận 8 á, thì cảm nhận của em bên quận 8 nó sẽ như vị ngọt hơn. Còn bên quận 6 này bữa nay ăn thì nó sẽ như vị mặn một xíu. Cả hai cùng có độ kẹo nhất định nhưng mà nó khác nhau ở chỗ là một bên mặn một xíu, một bên ngọt xíu. Ok. Đồ chua ăn được. Tép mỡ ăn được. Nó không có gì xuất sắc, không có gì. Lượng cơm họ cho nếu mà đối với em nha, em ăn thì là không có đủ. Lúc nào em ăn ở đây em cũng phải kêu một dĩa cơm thêm. Ok. Ta. Xíu mại có ăn không? Không, xíu mại em không có thể ăn đây. Ok, canh bí bình thường. Rồi. Cái như vậy là đặc biệt đối với em là một là phí đức với lại cái giá rẻ. Ok, với miếng chả. Dạ.
À, phải lộ miếng sườn. Miếng sườn nãy nó rồi mà. Ờ đó rồi, ok. Rồi thôi, ok, được rồi. À, sau đây là phần nhận xét của mình các bạn ha. Thì cái mình thích ở chỗ cơm tấm Cao Bồi chính là giá cả. 29.000 đồng cho phần cơm tấm buổi sáng hoặc buổi tối, các bạn thấy là hiện tại giá đó rất là vừa phải luôn. Có nghĩa là chúng ta có thêm một điểm để chúng ta ăn tối nha. Cái mình thích thứ hai đó chính là miếng sườn các bạn. Như mình diễn tả là đúng, nó có một cái độ dày vừa phải, cắn vào nó không có cảm giác làm chúng ta gọi là mỏng hoặc là làm mỏi miệng. Nó là vừa phải thôi, và cái độ ướp của họ, độ ngọt nó sẽ nhẹ nhẹ. Miếng sườn mình thấy ngon. Nó không hẳn là bực lên xuất sắc, nhưng mà ở độ điểm 7 tới 7 rưỡi cho miếng sườn đó, trên con điểm 10 các bạn nha. Cái phần chả trứng rất ngon các bạn. Thì đúng như mình diễn tả là nó sẽ có phần thịt, bún tàu, cà rốt và trứng muối. Trứng muối ăn vô rất bùi, nó không có dậy cái độ gọi là mặn lắm mà nó sẽ bùi bùi. Toàn bộ miếng chả thì cốt chả nó gọi là chắc và không có bị khô. Đó là cái điểm mạnh của họ. Mình có ăn thêm phần xíu mại, xíu vại thì chủ yếu là thịt. Ăn cũng rất được các bạn, nó không có bị khô nha, nó thơm. Ở đây mình sẽ có lưu ý chỗ là về phần nước mắm và nước thịt kho. Nước mắm và nước thịt kho ở đây nó sẽ nghiêng về vị đậm đà. Các bạn lưu ý nha, đậm đà nha. Và nó sẽ có thiên hướng là ở chỗ đối với người mà ăn lạc á, là nó hơi mặn một chút xíu. Thực ra không chỉ là nước mắm và cái phần nước thịt kho đâu, mà trong tất cả món ăn của họ, trong cái phần vai sườn, phần xíu mại có nước, nó sẽ có khuynh hướng, nó sẽ đậm đà đó các bạn. Cái phần nước sốt của họ sẽ khuynh hướng đậm đà và nó thấm vào trong cái phần thịt chút xíu. Do đó các bạn mà thích ăn cái vị đậm đà thì ghé qua đây. Còn các bạn mà ăn thanh nhạt á thì mình nghĩ là các bạn sẽ phải cưng cái lượng gọi là nước sốt chan vô, là phải đi từ 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 từ. Có nghĩa là với một người ăn mặn như em thường là ăn mặn, em thích ăn mặn, ăn mặn này thì nó là vừa. Nhưng mà bạn nào ăn thanh nhạt thì sẽ cảm thấy là nó hơi đậm và có kinh hướng nó hơi mặn chút xíu. Đó. Ở đây về cái phần ớt mình đánh họ rớt các bạn. Hồi nãy trước khi mình đi ra mình nói với chủ là chỗ là cái phần ớt ở đây là họ mua từ ngoài chợ. Mình nói thẳng luôn là mua ngoài chợ chứ không phải là mua từng trái ớt về để bầm. Do đó nó sẽ bốc ra một cái mùi mà các bạn nếu đã từng đi mua ớt ngoài chợ, ớt bầm thì các ớt xay á, thì các bạn sẽ biết rõ cái mùi đó. Thì mình có khuyên họ chỗ là nên để ớt trái, là bởi vì thực sự là người đã ăn ớt thì họ rất là ăn cay. Thì để nguyên ớt trái, để ớt hiểm đi. Mà ớt trái thì chúng ta có thể để được khá là lâu, từ 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày, tức là bảo quản tốt. Nó còn hay hơn là sử dụng cái ớt là mua ngoài chợ. Ớt ngoài chợ thì sự là có cái mùi nó sẽ hôi, và trong thời tiết nóng á, đôi khi nó sẽ bốc lên cái mùi chua, và cái điều đó là không tốt. Bên đây họ có cái là đồ chua, họ có rau muống nha. Đúng rồi, đồ chua của họ ngon. Hồi nãy mình nhận xét thì nó bình thường, nhưng mình thấy là cái độ chua và độ ngọt của cái miếng đồ chua nó ngon, và nó có một cái độ giòn vừa phải. Nó không phải là quá giòn mà có độ giòn vừa phải các bạn. Mình thấy là mình thích cái phần đó. Chén canh bí cũng ngon, nó thanh nhẹ. Như vậy đây là một cái điểm ăn cơm tấm, cơm sườn mình thấy là khá là ổn cho buổi tối ở Sài Gòn ha. Nói trước khi đi học là ngày nào cũng ăn á, ghé là chung quy lại thì buổi tối Sài Gòn nếu các bạn muốn ăn cơm sườn thì hiện tại chúng ta có là cơm tấm Cao Bồi ở Phạm Văn Chí quận 6. Chúng ta có cơm tấm Cô Bo quận nhất. Giá nó hơi cao chút xíu các bạn nha, mặc dù là nó ngon hơn nhiều. Và cơm tấm Hòa Hậu Giang. Trong đó thì cơm tấm Hòa Hậu Giang nó có một cái thế mạnh chỗ là đồ ăn thực sự là ngon và đa dạng, rất rất nhiều món. Và giá cả thì nó sẽ nhích hơn Cao Bồi chút xíu, mà nó thấp hơn so với cơm tấm Cô Bo của quận nhất. Đúng rồi. Và rất rất nhiều món các bạn nha. Các bạn nghe tiếng gì không? Tiếng dế đó. Xôi cúc bánh giò. Bánh giò xôi cúc đây.
Nam chúng ta đẹp lắm.